Chào mừng cô chú anh chị và các bạn đã quay trở lại kênh YouTube Tường Vũ Channel. Rất vui được gặp lại tất cả quý vị và các bạn trong video buổi chiều ngày thứ tư, ngày 27 tháng 9 năm 2023. Bây giờ là 15 giờ 15 phút và thời tiết tại Sài Gòn trong buổi trưa ngày hôm nay có những cơn mưa rất là lớn, tuy nhiên thì khoảng tầm 5-10 phút thì sẽ tạnh mưa. Và bây giờ là 15 giờ 15 phút, tức là 3 giờ 15 phút buổi chiều rồi. Hiện tại thì phía trước màn hình của cô chú anh chị và các bạn đó là Việt Nam Quốc Tự, nằm ở trong khu vực của khu du lịch Kỳ Hòa ngày xưa, kế bên nhà hát Hòa Bình và nằm ngay góc của đường Lê Hồng Phong và đường 3 tháng 2. Đường 3 tháng 2 là đường Trần Quốc Toản năm xưa. Kính thưa quý vị, và để mở đầu video trong buổi chiều ngày hôm nay, Tường Vũ Channel xin kính chúc tất cả quý vị và các bạn có một ngày làm việc thành công và may mắn. Kính chúc tất cả cô chú anh chị và các bạn luôn luôn hạnh phúc, tràn đầy sức khỏe và bình an, đặc biệt những anh chị cô chú đã ủng hộ xem kênh YouTube Tường Vũ Channel. Những anh chị nào đã xem kênh YouTube Tường Vũ Channel nhưng chưa ủng hộ đăng ký thì vui lòng cho Tường Vũ Channel một subscribe nha cô chú anh chị và các bạn. Với những lời động viên chân thành góp ý của tất cả cô chú anh chị và các bạn, đó là niềm động lực, niềm cổ vũ về mặt tinh thần rất lớn cho kênh YouTube Tường Vũ Channel được cập nhật cuộc sống Sài Gòn, tình hình kinh tế cuộc sống Sài Gòn ngày hôm nay như thế nào. Và như thường lệ thì trong buổi chiều ngày hôm nay mình sẽ cập nhật một số tuyến đường phố tại trung tâm Sài Gòn. Phía trước màn hình của cô chú anh chị và các bạn đó là hai căn nhà liền kề, cũng đã dán những cái bảng cho thuê nhà, cho thuê mặt bằng chính chủ nhiều tháng qua, nhưng mà rất tiếc thì hiện nay cũng không thể nào tìm được một khách hàng với một cái vị trí rất đẹp nằm ngay cái ngã tư đường Lê Hồng Phong và đường 3 tháng 2 quận 10. Đây có thể nói là một trong những trục đường và cái vị trí rất đắt đỏ ở tại Sài Gòn. Ngày hôm nay thì mình sẽ đi lang thang dọc theo các tuyến đường trung tâm Sài Gòn để gửi đến cho quý vị và các bạn những hình ảnh trực tiếp và chân thật nhất ở tại Sài Gòn. Như anh chị biết thì tình hình kinh tế nó vẫn chưa có một cái gì gọi là tín hiệu phục hồi cả. Chưa có tín hiệu phục hồi. Đâu đó thì cũng có một số cái mặt bằng, cũng có một số căn nhà cũng đã tìm được những khách hàng mới. Những căn nhà đó mình thấy cũng đã có thuê thợ đến để mà sơn sửa lại rồi set up và cho một cái văn phòng mới. Thì dù sao mình cũng chúc những khách hàng này, những người chủ mới này, những người bắt đầu kinh doanh những cái mặt bằng như thế này sẽ thành công và may mắn. Và đâu đó thì vẫn còn rất nhiều mặt bằng, nhiều căn nhà vẫn đóng cửa triền miên, đóng cửa đến nỗi mà nó bị hoen rỉ luôn, nó xuống cấp luôn. Mình nhìn kỹ ở trên các cái máng xối hay là những cái hệ thống nước nó bị rò rỉ, nó bị bỏ lâu ngày không có sử dụng đó cô chú anh chị. Thậm chí có những cái mặt bằng mà để lâu ngày không có tìm được khách hàng cho thuê đó thì người ta lại đổ rác vào đó, dục rác xuống đó, nó rất là bẩn, nó rất là mất vệ sinh. Bên cạnh đó thì ve chai đồ người ta đổ xuống đó rất là nhiều cô chú anh chị các bạn. Trên trục đường 3 tháng 2 này và trục đường mà mình sẽ đi tiếp theo nữa là đường Cao Thắng, mình sẽ đi xuyên về trung tâm của quận 1 luôn để gửi hết toàn cảnh Sài Gòn một số tuyến đường chính trong ngày hôm nay. Hy vọng thì thời tiết không đổ mưa để cho Tường Vũ Channel cập nhật toàn vẹn trong cái video clip này. Kinh tế thì suy thoái, doanh nghiệp thì làm ăn phải nói là thua lỗ và phá sản, đóng cửa, dẹp tiệm, trả mặt bằng kinh doanh, sa thải công nhân. Và có nhiều công ty người ta chán nản, người ta không muốn lao động nữa, người ta không muốn sản xuất kinh doanh nữa, đóng cửa phá sản luôn rồi, chờ một thời gian tới nữa xem thử tình hình nó thay đổi như thế nào, kinh tế nó phục hồi đến mức độ nào thì người ta tiếp tục đầu tư và kinh doanh tiếp thôi, chấp nhận
chấp nhận cái thực cảnh hiện nay. Chính vì cái việc mà kinh tế nó khó khăn chung của thế giới và của Việt Nam, và ngay cả những thành phố lớn như là Đà Nẵng, Cần Thơ, Hải Phòng, Hà Nội và đặc biệt là thành phố Hồ Chí Minh, thì phải nói rằng là cái việc mà doanh nghiệp đóng cửa ngày càng nhiều. Chúng ta đi các con đường hàng quán kinh doanh như vậy thôi, mở cửa như vậy thôi, nhưng mà thực sự ra khách nó không có. Ngày xưa chúng ta đến các cái chi nhánh, các cái văn phòng giao dịch của ngân hàng ở trên địa bàn Sài Gòn này nè, thì chúng ta phải chờ bốc số thứ tự để vào làm dịch vụ ngân hàng, chẳng hạn như gửi tiền, rút tiền, rồi chuyển tiền, rồi làm sổ này kia, rất là nhiều dịch vụ liên quan đến ngân hàng mà chúng ta phải xếp hàng chờ bởi vì khách đến giao dịch rất đông. Nhưng hiện nay thì phải nói khách đến rất vắng luôn, không phải chờ đợi lâu. Phía trước màn hình của chúng ta đó là một loạt cái mặt bằng mà trước đây là công ty dệt Thái Tuấn mướn ở tại khu vực này, mà bây giờ chuyển đi qua một cái vị trí khác rồi, cho nên trả mặt bằng này lại. Và mình thấy cũng đã khá nhiều tháng qua không thể nào tìm được khách hàng để mà đến mướn một cái mặt bằng này. Chắc chắn là từ nay đến hết năm nay cũng chưa thể nào cho mướn được. Nhưng đó là cái điều xấu mà không ai muốn nó xảy đến. Nhưng đôi khi chúng ta phải chấp nhận với thực tại bây giờ. Doanh nghiệp đóng cửa, tỷ lệ thất nghiệp cao, sinh viên ra trường không có việc làm. Sinh viên bây giờ lấy cái bằng cử nhân từ các cái trường đại học nổi tiếng ở Sài Gòn luôn, thậm chí là bằng cử nhân loại khá, loại giỏi thì cũng có cơ hội tìm việc làm. Tại vì nếu mà chúng ta tốt nghiệp xếp loại giỏi đó thì nhiều công ty người ta sẽ muốn giữ nhân tài, người ta tuyển dụng vào. Thậm chí những bạn mà đã tốt nghiệp lấy cái bằng thạc sĩ luôn quý vị, nghĩa là sau khi chúng ta lấy bằng cử nhân đại học 4 năm, chúng ta học tiếp tục lên cao khoảng tầm 2 đến 2 năm rưỡi nữa sẽ lấy bằng thạc sĩ. Nhưng mà bằng thạc sĩ bây giờ cũng không tìm được một cái việc. Có nhiều sinh viên người ta tốt nghiệp ra trường, người ta xách cái xe chạy xe ôm á, mình đi xe ôm mình hỏi thì người ta nói là em nộp hồ sơ đến khoảng hơn 10 cái công ty, cả chục công ty luôn cô chú anh chị. Thậm chí là tìm việc lao động bằng chân tay luôn, tìm việc lao động bằng nghề phổ thông để mà trang trải cuộc sống qua ngày hiện nay. Họ không muốn quay trở về quê nhà mà họ muốn ở lại Sài Gòn, họ muốn bám trụ lại Sài Gòn bởi vì họ đã bỏ ra quá nhiều thời gian, họ đã bỏ ra nhiều tiền bạc, công sức, tuổi trẻ để mà học hành lấy cái bằng cử nhân, lấy cái bằng thạc sĩ. Nhưng mà bây giờ không lẽ xui quá, kinh tế nó bị suy thoái như thế này, doanh nghiệp đâu có tuyển dụng việc làm. Vì vậy các bạn đó cũng không muốn quay trở về quê. Thật sự ở quê lên Sài Gòn á, nhiều người người ta rất là ái ngại cái việc mà quay trở về quê, trong khi đi về hai bàn tay trắng thì sợ là xấu hổ với người thân, xấu hổ với bạn bè xóm giềng, đặc biệt là xấu hổ với họ hàng này kia đó. Cho nên là nhiều bạn trẻ phải ráng bám trụ ở trên Sài Gòn. Ở dưới quê nhiều khi không biết các bạn nó làm gì ở trên Sài Gòn đâu, nhưng đôi khi các bạn phải làm chạy xe ôm, các bạn phải làm shipper, các bạn phải làm những công việc mà nó rất phổ thông, mà hầu như những công việc đó thì trước đây dành cho những người có trình độ trung học phổ thông trở xuống mà thôi. Cho nên phải nói rằng cái việc mà hiện nay sinh viên lấy bằng cử nhân, bằng thạc sĩ muốn có một cái công việc ổn định ở tại một cái thành phố lớn như là thành phố Sài Gòn. Sài Gòn của chúng ta vẫn là một trong những trung tâm kinh tế hàng đầu của cả nước, trung tâm kinh tế dẫn đầu của miền Nam, phải nói là như vậy đó cô chú anh chị. Thành phố lớn của cả nước đó, chứ không phải là thành phố nhỏ. Cho nên dân sinh sống ở nhiều nơi đều muốn đến Sài Gòn để mà lập nghiệp. Trên con đường Cao Thắng quận 3 này thì chúng ta thấy cũng có rất nhiều căn nhà phải đóng cửa cho thuê nhiều tháng luôn. Kế bên chi nhánh của ngân hàng Việt Băng thì cũng đã đóng cửa rất lâu rồi, chịu không thấu luôn quý vị, bỏ chạy hết, không dám thuê mặt bằng nữa.
ế ẩm quá cho nên không thể nào mà trụ nổi luôn cô chú anh chị. Nhiều cơ sở thẩm mỹ làm đẹp, nhiều văn phòng, phòng khám đa khoa, phòng mạch, trung tâm chăm sóc sắc đẹp đều đóng cửa hết, bỏ chạy hết luôn quý vị. Thật sự hiện nay mà ở tại Sài Gòn mà chúng ta một tháng thu nhập từ 8 đến 10 triệu thì có thể nói là sinh sống tiết kiệm luôn thì mới đủ cô chú anh chị. Tại vì tiền thuê nhà trọ thì phải nói là một tháng rẻ lắm cũng phải khoảng 2 triệu rưỡi tiền thuê phòng rồi. Bắt đầu tính tới tiền điện nè, tiền nước nè, tiền điện thoại nè, tiền internet nè, tiền xăng nè, tiền ăn sáng nè. Nếu mà lương 6 triệu là hết sạch luôn. Lương 8 triệu thì chắc tiết kiệm được 1-2 triệu thôi, mà đó là chưa kể là chúng ta đi uống cà phê, đi ăn sáng với bạn bè nó hết sạch luôn cô chú anh chị. Ở đây là ngã tư của đường Nguyễn Đình Chiểu và của đường Cao Thắng, quận 3. Cho nên có rất nhiều bạn trẻ khi mà còn đang tuổi mới lớn mà rất là háo hức cái việc mà lên một cái thành phố lớn gọi là thành phố Sài Gòn. Nghe nói từ Sài Gòn thì ai cũng phải nói là cảm thấy gì đó nó rất là ghê gớm. Ở dưới quê mà nghe nói con mình học trên Sài Gòn thì thấy nó dữ dội lên, thấy cũng ô cũng ngon quá. Nhưng mà thật sự cứ lên đây rồi chúng ta sẽ trải nghiệm 5-10 năm, chúng ta sẽ cảm thấy thấm thía cái cuộc sống Sài Gòn nó nhiều áp lực, đặc biệt là áp lực về tiền bạc. Ngày xưa cách đây hơn 20 năm thì những cái tỉnh thành ở dưới quê đó kinh tế nó còn khó khăn, rồi phương tiện đi lại nó không có nhiều, cho nên mọi người ở quê đổ về Sài Gòn để làm ăn kiếm sống học hành. Nhưng mà ngày nay thì thay đổi rồi, anh chị thấy là ngày nay là phải nói nó bão hòa về cái mặt kinh tế rồi, cho nên ở dưới quê thì cũng có nhà máy xí nghiệp, cái gì trên Sài Gòn có thì ở dưới tỉnh đều có hết cô chú anh chị. Chúng ta ngồi tại nhà alo là chỉ có tiền mà có tất cả. Ở dưới tỉnh thành bây giờ thì cũng có đầy đủ luôn, công việc thì cũng tương đối chứ không phải là thất nghiệp. Và cái điều đặc biệt hiện nay với tình hình kinh tế khó khăn thì chúng ta giảm chi phí rất tốt đó. Cái trước màn hình của chúng ta đó là viện thẩm mỹ nè, viện thẩm mỹ là chăm sóc sắc đẹp đó cô chú anh chị các bạn. Kế bên là phụ khoa, kế bên là anh răng gì đây nè, mà cũng đành bất lực luôn, đóng cửa trả mặt bằng, chịu không nổi luôn cô chú anh chị các bạn. Cái vị trí này là gần ngã tư của đường Cao Thắng, đường Cống Quỳnh và đường Nguyễn Thị Minh Khai. Đường Nguyễn Thị Minh Khai là đường Hồng Thập Tự năm xưa. Cơ sở làm đẹp cách đây vài năm trước là phải nói làm ăn gặp thời luôn. Mọi người ồ ạt có tiền mà ồ ạt đi làm đẹp, chăm sóc sắc đẹp. Và phải nói sau khi mà dịch bệnh Covid-19 nó xảy đến là xong luôn, cơ sở làm đẹp đành bất lực phá sản, đóng cửa, dẹp cửa hàng luôn, dẹp cơ sở luôn cô chú anh chị. Nha khoa Minh Khai này tồn tại rất lâu nè, kế bên đó cho thuê nhà, mặt bằng vị trí tuyệt vời luôn, phải nói là vị trí rất tuyệt vời. Cho nên hiện nay thì sinh viên ra trường chịu rất nhiều áp lực. Áp lực là không thể nào tìm được một công việc. Bây giờ không lẽ là sinh viên ra trường lấy cái bằng thạc sĩ mà ra làm một cái công việc phổ thông trả lương có 6 triệu thì người ta lại không chịu làm. Lấy bằng thạc sĩ tốn biết bao nhiêu tiền, mà bây giờ ra xin việc trả lương cơ bản 6 triệu một tháng, một tuần làm 6 ngày nghỉ một ngày thôi. Như vậy thì người ta không chấp nhận làm, từ đó dẫn đến việc thất nghiệp. Lương cơ bản của một thạc sĩ mới ra trường thử việc thôi là phải từ 8 đến 12 triệu mới đúng cái giá trị thực của một người kiến thức, một người trí thức. Lương cơ bản đầu tiên của một thạc sĩ khi mà đi xin việc ở tại các doanh nghiệp thì khởi điểm phải từ 8 đến 12 triệu, nó mới xứng tầm với cái trình độ, nó xứng tầm với kiến thức mà người ta đã học ở trên ghế nhà, học ở trên ghế nhà trường. Cho nên phải nói cái việc mà thị trường
làm việc hiện nay nó cạnh tranh rất khốc liệt luôn. Ngày xưa nhiều doanh nghiệp hoạt động rất là ầm ồ, ngày xưa nhiều công ty doanh nghiệp hoạt động liên tục tăng cường tăng ca, đơn hàng ào ào, xuất khẩu tăng cao thì người ta cần lao động càng nhiều, cần nhân sự càng nhiều. Nhưng mà ngày nay ai mà xin nghỉ việc không lương là doanh nghiệp người ta còn mừng thêm luôn. Ngày nay nhiều doanh nghiệp người ta yêu cầu bằng thạc sĩ trở lên luôn đó cô chú anh chị. Cho nên nếu mà các bạn trẻ mà học tốt nghiệp bằng cử nhân, tức là tốt nghiệp đại học ra mà với một cái tấm bằng cử nhân trong tay với trình độ trung bình khá thì cũng rất là khó để mà tìm được một công việc phù hợp. Ngày nay người ta thích tuyển những trình độ cao, chẳng hạn như bằng thạc sĩ. Nếu bằng cử nhân thì phải là bằng tốt nghiệp loại giỏi trở lên. Đó, cho thuê nhà đường Cống Quỳnh này cô chú anh chị các bạn. Thật sự mà nói thì cái thảm cảnh này nó chưa biết khi nào nó chấm dứt. Cái vẻ nó cứ treo lửng lờ lửng như thế này hoài sao cô chú anh chị các bạn. Cho nên một cái nghịch lý là ngày nay sinh viên ra trường người ta chấp nhận làm những công việc bằng chân tay, làm những công việc như là tiếp thị nè, shipper giao hàng nè, bất cứ một công việc chân tay nào mà có thể kiếm được tiền thì người ta đều làm hết. Chợ Thái Bình này quý vị, mình sẽ đi trên con đường Phạm Ngũ Lão đây ha, một số tuyến phố trung tâm để cho cô chú anh chị thấy được cái tình hình kinh tế, tình hình mua bán hiện nay. Các cái cửa hàng, các ngôi chợ truyền thống ngày nay nhiều tiểu thương cũng phải nói là ế ẩm mà người ta ráng cầm cự thôi. Không biết cầm cự đến bao giờ nhưng mà phải nói là nguy cơ là phá sản. Từ nay cho đến Tết là rất nhiều tiểu thương người ta đóng cửa luôn. Những cái sạp bên trong chợ đó người ta đóng cửa, người ta hết muốn buôn bán luôn. Tại vì buổi sáng mở cửa sạp cho đến chiều tối nhưng mà nhiều cái sạp bán chưa tới 200.000 đồng, thì thử hỏi cô chú anh chị và các bạn có tiểu thương nào mà người ta còn động lực để buôn bán nữa hay không. Chắc chắn thì một phần ngày nay thì bà con cũng có thói quen là mua sắm online rồi, cho nên thật sự là chắc cái viễn cảnh những sạp ở bên trong chợ truyền thống không có kéo dài được bao lâu. Rất nhiều sinh viên tốt nghiệp ra trường phải lấy cái xe để đi giao đồ ăn, nghĩa là shipper, nhưng mà shipper về đồ ăn đó cô chú anh chị, hay còn gọi là grab food, hay là những cái dịch vụ mà giao đồ ăn. Và chúng ta biết thì cái việc mà làm xe ôm với lại giao đồ ăn thì người ta là phải làm việc một ngày khoảng 10 đến 12 tiếng đồng hồ cơ. Thì một tháng người ta kiếm cũng hơn 10 triệu đó, nếu mà chịu khó làm. Một ngày làm từ 10 đến 12 tiếng đồng hồ thì một tháng cũng thu nhập kha khá, trên 10 triệu đồng một tháng. Phố xá trung tâm Sài Gòn thì luôn luôn đem đến cho chúng ta những cái sự hoài bão về sức mạnh của kinh tế bằng việc đón khách du lịch. Nhưng mà ngày nay thì khách du lịch giảm một cách nghiêm trọng luôn. Thật sự mà nói thì mình cũng cảm thấy rất là buồn cho một cái viễn cảnh ngày hôm nay Sài Gòn nói riêng và cả nước nói chung.
kinh tế thì suy thoái, người ta kiếm tiền rất khó. Nhưng mà bảo giá thì tăng liên tục, xăng tăng, tiền ga tăng, tiền điện tăng, tiền nước tăng, ngay cả dịch vụ internet cũng tăng, truyền hình tăng. Nói chung là cái gì cũng tăng, nhưng mà lương thì đứng tại chỗ luôn quý vị. Cho nên người lao động nghèo, người ta chật vật, người ta kiếm sống không nổi luôn khi mà giá cả tăng cao. Chính vì vậy cho nên bây giờ chúng ta đi các ngã tư, đặc biệt là buổi tối khoảng 11, 12 giờ đêm á, thì mình thấy nhiều cái hoàn cảnh ngồi ăn xin ở ngoài đường luôn cô chú anh chị. Phải nói cái xã hội mình nó còn rất là nhiều hoàn cảnh nó khó khăn vô cùng, nhưng mà không thể nào có thể giúp đỡ hết được cô chú anh chị. Mình sẽ rẽ tay trái để vào con đường Trần Hưng Đạo cô chú anh chị các bạn nha. Tiến thẳng về trung tâm Sài Gòn luôn. Phải nói bảo giá liên tục nó đã càn quét thu nhập của những người lao động nghèo. Những người lao động nghèo bây giờ một ngày mà kiếm được 200 ngàn là cũng mừng lắm rồi đó cô chú anh chị. Người ta ăn uống rất là tiết kiệm, người ta phải tìm những cái quán ăn từ thiện buổi sáng, hay là những quán cơm bán rẻ 10-15 ngàn đồng một dĩa cơm thôi để người ta tồn tại ở một cái thành phố gọi là lớn nhất của cả nước. Rất nhiều người lao động nghèo, người ta than thở cái cuộc sống của họ, phải nói là nó đi xuống nghiêm trọng, khó khăn kinh khủng luôn cô chú anh chị. Chúng ta đến những cái khu nhà trọ, thấy cái hoàn cảnh của bà con lao động nghèo sinh sống phải nói cơ cực. Và những người sinh sống mướn nhà trọ ở đó, người ta chỉ cần thu nhập lương cơ bản là 6 triệu một tháng thôi, người ta cũng mừng rồi đó. Cũng mừng rồi cô chú anh chị. Hôm trước Tường Vũ Channel có cập nhật một cái khu dân cư Mã Lạng ở tại trung tâm quận 1 Sài Gòn mình nè. Nhà cửa thì 5-6 mét vuông thôi mà ở 5-6-7 người, chật chội, bịt kín. Nói thì không hay, chứ còn nếu mà lỡ có sự cố cháy nổ xảy ra thì không biết là như thế nào để mà giải cứu được. Cho nên rất là nguy hiểm bà con sinh sống ở trong những cái khu nhà trọ mà người ta gọi là khu ổ chuột ở tại một thành phố lớn. Người dân nghèo, người lao động nghèo, công nhân nghèo lên Sài Gòn chỉ mướn một cái căn phòng trọ tầm 10 đến 12 mét vuông là người ta cũng cảm thấy hài lòng rồi. Và hôm trước cũng có một số anh chị mà bán bánh mì buổi chiều á, mình hỏi thì các chị đã nói đã bị công ty sa thải rồi, cho nên mua một cái xe buổi chiều bán bánh mì cho đến 1-2 giờ sáng, một ngày cũng được 300-400 ngàn. Thì nghe như vậy cũng vui, một ngày 300-400 thì một tháng cũng được mấy triệu thì thấy cũng vui rồi. Nhưng mà các chị nói cũng rất là khó khăn, có ngày thì bán ế, có ngày thì bán đông khách. Và bây giờ đi về quê thì cũng không biết làm cái gì. Tại quê thì cũng có nhiều nơi, chẳng hạn như quê thì có thị trấn nè, thị xã nè, thành phố nè, hay là quê xa thăm thẳm thì nó khác nữa cô chú anh chị. Chúng ta đang có mặt trên con đường Trần Hưng Đạo hướng về bên chợ Bến Thành. Cho nên có nhiều chị thì buổi sáng buổi chiều thì làm những công việc như là phụ giúp nhà, dọn dẹp nhà cửa cho người ta. Rồi buổi tối thì đẩy cái xe bán bánh mì, bán xôi. Thì nếu mà có việc như vậy thì cũng cảm thấy ổn định cô chú anh chị. Tất nhiên thì thu nhập nó không cao, nó không ổn định, nó không nhiều cái chế độ như là lúc mà chúng ta làm ở doanh nghiệp. Đây là công trường Quách Thị Trang, bên tay phải màn hình của chúng ta là tòa nhà One Central Sài Gòn. Tòa nhà này thì hôm trước thấy một số công nhân cũng thấy có thi công, nhưng mà tự nhiên cái dừng lại luôn cô chú anh chị. Chưa biết thì đến bao giờ
những cái tòa nhà đẹp vị trí vàng của trung tâm Sài Gòn sẽ được khởi công trở lại, thi công trở lại. One Central Sài Gòn, IFC One Sài Gòn. Chắc có lẽ thời tiết sắp đổ mưa nữa rồi. Ngày hôm nay thì Tường Vũ Channel mời tất cả cô chú anh chị và các bạn chúng ta đi một vòng ở tại trung tâm nhé, trung tâm Sài Gòn. Cho nên phải nói cuộc sống của người lao động nghèo ở tại Sài Gòn thì chúng ta thấy rất là thương luôn cô chú anh chị. Anh chị biết là Sài Gòn thì thời tiết rất là nóng và oi bức, bụi bặm. Có những cái mùa nóng đổ lửa luôn. Ai cũng ngại ra đường. Nhưng mà cũng chỉ vì miếng cơm manh áo, cơm áo gạo tiền, nhiều người lao động nghèo tự do vẫn rất là chăm chỉ, cần mật làm việc. Làm việc trực tiếp ở ngoài trời nắng nóng nhiệt độ cao để mà kiếm thu nhập. Mục đích cũng chỉ chăm lo cho gia đình bằng những cái công việc như là bán vé số nè, rồi mua ve chai nè. Phải nói cái cuộc sống mưu sinh nó làm cho con người chúng ta đôi khi lâm vào một cái cảnh cơ cực suốt ngày lẫn đêm. Tất nhiên làm gì thì làm, nhưng mà sức khỏe vẫn là điều tất nhiên, làm gì thì làm nhưng mà sức khỏe vẫn là ưu tiên hàng đầu. Sức khỏe là vàng, không có gì mà có thể so sánh được bằng sức khỏe cả. Có sức khỏe thì chúng ta mới tồn tại, có sức khỏe chúng ta mới có tinh thần minh mẫn, có sự sáng tạo để làm việc, tinh thần sảng khoái rồi chúng ta đỡ bị stress, đỡ lâm vào những căn bệnh khổ. Trên mọi nẻo đường ở tại Sài Gòn chúng ta bắt gặp rất là nhiều người bán hàng rong, nhìn thấy thương luôn. Nhiều khi 12 giờ trưa, 1 giờ trưa mà người ta phải gánh những gánh hàng rong đi bán dưới cái nắng hầm hập luôn, hừng hực luôn. Cho nên đôi khi cũng rất là xót xa với những cái cung đường ngược xuôi ở tại Sài Gòn, bởi lẽ nhiều hoàn cảnh nó vô cùng khó khăn luôn cô chú chị. Hiện tại thì mình đang có mặt trên đại lộ Hàm Nghi hướng về bên đường Tôn Đức Thắng, hướng về bên dòng sông Sài Gòn đến Bạch Đằng năm xưa. Và phía trước màn hình chúng ta bên phía nhất bên tay trái đó là tòa nhà Bitexco Financial Tower ở tại con đường Hải Triều. Mình sẽ đi một vòng trên đại lộ Hàm Nghi này để gửi đến cho quý cô chú anh chị các bạn nha. Hình ảnh Sài Gòn hôm nay, đường phố trung tâm Sài Gòn hôm nay như thế nào? Chúng ta sắp kết thúc năm 2023 rồi. Hôm nay đã gần hết tháng 9 năm 2023 rồi cô chú anh chị. Chúng ta chuẩn bị bước vào quý tư năm 2023. Doanh nghiệp thì đóng cửa, thất nghiệp thì tăng cao, giá cả tăng cao, đô la tăng cao, tất cả mọi thứ đều tăng cao, lương thì không tăng. Bất động sản phải nói điều đứng đóng băng cứng ngắc luôn cô chú anh chị. Những mặt bằng vị trí vàng ở tại trung tâm Sài Gòn như Hàm Nghi, Đồng Khởi, Lê Lợi, Nguyễn Huệ, Lê Thánh Tôn, Lý Tự Trọng, Nguyễn Trãi, đây là những mặt bằng nằm trên các trục đường gọi là đất vàng của trung tâm Sài Gòn. Nhưng mà một khi đã đóng cửa
Một khi đã bị trả lại thì phải nói để tìm một khách hàng mới cho thuê vô cùng khó khăn luôn. Mặc dù đã có rất nhiều cái chính sách, nhiều cái giải pháp để mà cứu vãn cái tình thế khó khăn của bất động sản hiện nay, chẳng hạn như hỗ trợ về các cái lãi suất, như là ngân hàng người ta sẽ giảm lãi suất cho vay để mà tạo điều kiện thuận lợi cho nhiều chủ đầu tư, nhiều nhà đầu cơ để mà mướn, nhiều nhà đầu cơ để nhiều nhà đầu cơ để mà vay tiền ngân hàng, trả mặt bằng, trả đầu tư. Cho nên phải nói rằng là cái thị trường bất động sản hiện nay thì bà con đang lâm vào một cái bể khổ. Thật sự mà nói là lâm vào một cái bể khổ luôn cô chú anh chị các bạn. Tự nhiên ôm một đống nợ bất động sản, trong khi đó chúng ta đang giàu có, đang có tiền. Bây giờ hả, đổ xô ôm bất động sản nhiều năm trước rồi, bao nhiêu tiền, bao nhiêu tỷ đổ hết vào bất động sản luôn, đất đai, nhà cửa, căn hộ, chung cư, thậm chí vay cả ngân hàng bạc tỷ để mà đổ vào một khối tài sản bất động sản luôn. Thì bây giờ coi như là ngồi ôm bất động sản thành mê sản luôn cô chú anh chị. Nhiều khi tối ngủ mà mê sản luôn. Bán không được, bán không được mà còn sợ là bị mất luôn á cô chú anh chị nha. Nhiều chủ đầu tư, nhà đầu tư lớn người ta bị bắt. Rồi nhiều công trình bị đóng băng. Cho nên là cái nguy cơ rất là cao. Bánh trung thu Như Lan cô chú anh chị các bạn. Như Lan là một trong những thương hiệu rất ngon và nổi tiếng luôn. Bánh mì rồi giờ là bánh trung thu. Nhắc đến bánh trung thu thì phải nói bánh trung thu năm nay nó cũng ế kinh khủng luôn. Ế toàn tập luôn cô chú anh chị các bạn. Chưa năm nào ế bằng năm nay. Ở nhà Bitexco, thị trường bánh trung thu thì có thể nói rằng là 100 người bán mà chỉ có một người mua thôi đó cô chú anh chị các bạn. Đó là sự thật đó. Mình làm mấy cái video clip rồi, tất nhiên thì nhiều anh chị cũng không có hài lòng với những cái video clip đó, bảo là phải mua rồi đứng ăn thử luôn để xem thử bánh mua một tặng bốn, mua một tặng năm là ngon hay dở. Nhưng mà không để cho mình mua, mình để mình ăn tại chỗ thì thấy nó hơi kỳ quá. Người ta bán mình ăn ngay mặt của người ta luôn rồi thấy nó cũng bất tiện quá, cho nên vào mua thử thì được, mua để biết có thực tế như vậy hay không thì được. Chứ còn nhiều anh chị bảo mua đứng ăn luôn thì mình trong không... Chứ còn nhiều anh chị bảo vào đó mua xong rồi để bánh ăn tại chỗ luôn, ngon hay dở thì nói cho bà con biết. Thì thật sự này nó cũng rất là khó luôn cô chú anh chị. Không lẽ mình người ta bán cái mình bẻ ăn luôn rồi thì lỡ dở sao mình dám nói là dở. Cũng kỳ, người ta đứng đó mình nói nó cũng kỳ lắm. Nói chung việc buôn bán của người ta thì mình cũng phải tế nhị một chút xíu, chứ mình cũng không có làm như vậy được. Chẳng hạn như là mình làm một cái video clip mua bánh trung thu trực tiếp luôn, vào mua xem thử là những cái hãng nào khuyến mãi như thế nào đó thì được cô chú anh chị các bạn nhé. Đó, một căn nhà rất là to đùng luôn, 4 lầu ở trên đường Hàm Nghi, gần chỗ tiệm bánh Như Lan đó cô chú anh chị. Đại lộ Hàm Nghi ha, tòa nhà cực lớn luôn, cho thuê nguyên căn nhà luôn cô chú anh chị. Năm nay thì phải nói thị trường bánh trung thu là 100 người bán mà chỉ có một người mua thôi. Và chúng ta biết thì cũng còn có vài ngày nữa là bắt đầu tới rằm tháng 8 rồi. Tuy nhiên thì trong cái video clip hôm trước Tường Phủ Channel có làm cách đây vài ngày đó, thì phải nói là thị trường bánh trung thu nó ảm đạm, nó ế vô cùng. Nó ế phải nói là chưa năm nào ế bằng, và coi chừng là thua lỗ luôn đó cô chú anh chị. Nhiều quầy bán bánh làm rất đẹp trang trí đấy, nhiều quầy bán bánh trang trí rất đẹp luôn, nhìn rất là bắt mắt nhưng mà không thể nào thu hút được khách vào mua. Vài tiếng đồng hồ có một hai khách vào mua. Cho nên chúng ta thấy nhiều đại lý, nhiều chủ cửa hàng người ta cũng chia sẻ là thị trường bánh trung thu năm nay nó rất là trầm lắng, và cái sức mua năm nay nó sụt giảm so với năm trước một cách trầm trọng luôn. Nhiều cửa hàng bán nhưng mà ít người mua lắm quý vị.
và mình cũng chưa hiểu tại sao cái giá bán bánh trung thu năm nay nó tăng lên mà thị trường bánh trung thu ế ẩm ảm đạm như vậy. Nhiều người người ta bán bánh trung thu cũng khoảng hơn 10 năm rồi, nhưng mà năm nay là ế nhất luôn cô chú anh chị các bạn. Đó, cho thuê nhà nguyên căn trên con đường Baxter quận 1. Bánh trung thu thì cái mức giá cũng đang giảm xuống ok so với thời điểm đầu tiên rồi. Bánh đồng khánh thì cũng khoảng chừng 35-40 ngàn một cái thôi. Bánh kinh đô thì giá dao động khoảng từ 60-70 cho đến 100-120 một cái bánh cô chú anh chị. Còn bánh như lan thì giá cao nhất đó là từ 80 cho đến 180 ngàn một cái, 175 ngàn đồng một cái. Đó, mặt bằng cho thuê trên con đường Baxter này cô chú anh chị các bạn thấy không, trung tâm Sài Gòn của chúng ta đó. Nhưng mà cái điều quan trọng là năm nay bánh trung thu là người mua thì ít mà cửa hàng bán bánh thì nhiều. Dĩ nhiên thì do ảnh hưởng của nền kinh tế năm nay cũng không như mọi năm, cho nên là cái việc mà nhiều chủ cửa hàng bán bánh tính toán lại cái vấn đề đặt một lượng bánh nó nhiều quá sẽ bị lộ vốn thật đấy. Thật sự mà nói bánh trung thu năm nay thì cái giá nó cũng cao hơn năm ngoái tầm vài ngàn đồng một cái đó, tăng nhẹ thôi. Có lẽ do dao động về giá cả thị trường cho nên bánh nó cao hơn năm trước. Cho nên hiện nay thì nhiều chủ cửa hàng bán bánh trung thu ở tại Sài Gòn người ta phải nói một từ là kêu cứu luôn cô chú anh chị. Kêu cứu luôn. Để mà giải cứu bánh trung thu. Trung thu sắp đến rồi. Vài ngày nữa thôi. Hai ngày nữa thôi. Giải cứu bánh trung thu sớm thôi cho cô chú anh chị, chứ không để người ta buôn bán mình thấy mình tội quá. Mình đang có mặt trên đại lộ Lê Lợi cô chú anh chị. Nói đến đại lộ Lê Lợi thì phải nói hàng chục cái mặt bằng ở trên con đường này vẫn đóng cửa triền miên cả năm nay, từ Tết năm ngoái cho đến Tết năm nay luôn cô chú anh chị. Đóng cửa triền miên. Đóng cửa triền miên luôn cô chú anh chị các bạn ơi. Nhìn thấy thương luôn á. Chỉ còn 2 ngày nữa thôi là chúng ta sẽ đón Tết Trung Thu rồi. Tuy nhiên thì trên thị trường sức mua bánh trung thu vẫn giảm cực kỳ luôn cô chú anh chị. Cho nên nhiều doanh nghiệp, nhiều đơn vị bán bánh trung thu ở tại Sài Gòn cũng bắt đầu đồng loạt giảm giá, giảm sâu luôn. Giảm giá sâu, giảm sát đáy luôn để mà kích thích người tiêu dùng. Bánh trung thu chưa kể ở ngoài đường phố bán rất nhiều và bên trong các siêu thị lớn luôn cô chú anh chị. Các siêu thị như Vinmart, rồi siêu thị Bixi, rồi Bách Hóa Xanh, Shopee, Lazada, các cái sàn thương mại điện tử cũng bán bánh trung thu rất nhiều luôn. Giảm hết. Giảm từ 15 cho đến 50%. Mặt bằng trên đại lộ Lê Lợi nè. Thê thảm quá. Hy vọng thì còn 2 ngày nữa bà con tiểu thương sẽ được bán kha khá bánh trung thu để làm sao mang đến một cái niềm vui giữa cung và cầu, nghĩa là giữa người bán và người mua cô chú anh chị.
mình sẽ đi về bên chợ Bến Thành rồi sau đó chúng ta sẽ tạm kết thúc cái video clip trong buổi chiều ngày hôm nay nha cô chú anh chị. Một lần nữa Tường Vũ Channel xin cảm ơn đến tất cả quý vị và các bạn đã dành thời gian ủng hộ đồng hành với kênh YouTube Tường Vũ Channel. Xin kính chúc tất cả cô chú anh chị và các bạn luôn luôn hạnh phúc, bình an. Ngày hôm nay thì tỷ giá đồng đô la Mỹ ở ngoài thị trường chợ đen là ngày 27 tháng 9 năm 2023 thì đồng đô la Mỹ là 24.411 nha cô chú anh chị và các bạn. 24.411 đó là giá đô la Mỹ ở ngoài thị trường chợ đen. Còn đối với đồng đồng đô la Úc á, là 15.687. Đó là ngoài thị trường chợ đen, và đồng bảng Anh là 29.609, đồng euro là 25.752, còn đồng Canada là 18.004 cô chú anh chị. Như vậy là đồng tiền đô la Mỹ vẫn đang ở mức cao luôn, 24.411. Mình đang kiểm tra tỷ giá đô la Mỹ vào buổi chiều ngày 27 tháng 9 năm 2023 ngoài thị trường chợ đen. Mai Vân, Hà Tâm vẫn đang rất đông bà con bu kín luôn rồi. Wow, Mai Vân đông quá cô chú anh chị các bạn. Trời ơi. Ngày hôm nay Mai Vân là đông hơn bên Hà Tâm luôn cô chú anh chị. Bình thường thì bên Hà Tâm mình thấy đông hơn. Nhưng mà không hiểu vì sao ngày hôm nay là bên Mai Vân lại đông như vậy. Và như vậy có lẽ những hình ảnh này cũng tạm khép lại video trên kênh YouTube Tường Vũ Channel ngày hôm nay. Xin cảm ơn tất cả cô chú anh chị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Ước mong được gặp lại tất cả cô chú anh chị và các bạn trong những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.